Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợ nha các bạn. Hôm nay mình nói về chứng minh hằng đẳng thức A cộng B tất cả mũ 3. Thì đây là hằng đẳng thức lập phương của một tổng. Lập phương là mũ 3 tổng đây, được chưa? Thì các bạn nhớ hằng đẳng thức đó là A cộng B tất cả mũ 3 bằng A mũ 3 cộng 3A bình B cộng 3AB bình cộng B mũ 3. Thì thứ nhất mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhớ công thức này trước. Nhớ A cộng B tất cả mũ 3 là 1 nè, 3, 1 cộng, được chưa? Tiếp tục A mũ 3, A mũ 2, A mũ 1, A mũ 0, khỏi ghi. Ngược lại B mũ 3, B mũ 2, B mũ 1, B mũ 0, khỏi ghi. Được chưa? Cách nhớ thứ hai. Rồi bây giờ mình sẽ chứng minh. Thì dấu bằng này chia làm hai vế trái và vế phải. Thì mình sẽ chứng minh vế trái bằng vế phải A cộng B tất cả mũ 3. Mũ 3 này chính là A cộng B nhân A cộng B nhân A cộng B 3 lần. Sau đó các bạn dùng phương pháp phân phối vào, được chưa? Để sẽ bằng là A bình cộng AB cộng AB cộng B bình. Rồi, cái này viết lại. Sau đó tiếp tục như vậy, các bạn phân phối vào. Thì ở đây mình rút gọn này trước, đó là A bình cộng 2AB cộng B bình. Sau đó các bạn phân phối vào tiếp, lấy thằng sau phân phối vào thì sẽ là A mũ 3 cộng 2A bình B cộng AB bình cộng A bình B cộng 2A bình, xin lỗi, 2AB bình cộng B mũ 3. Rồi các bạn thu gọn A mũ 3 đây với đây ra là 3A bình B, đây với đây ra 3AB bình cộng B mũ 3 bằng vế phải, đều phải chứng minh. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợ để Lợ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.